Cường Cầu Trong đang dẫn trước với Phường với tỷ số là 2-0. Trống kèn cũng đã nổi lên rồi để cổ vũ cho các trận đấu của chúng ta, đặc biệt là hai đội trong ngày mở màn ở loạt đấu thứ ba. Đội tuyển Cầu Trong gặp đội tuyển Trà Nguyên. Giải đấu bóng đá do Karaoke Thành Công phối hợp với chùa hội phụ nữ từ chi lễ tổ chức gồm 8 đội, đội Cầu Trong, đội Cầu Ngoài, đội Trà Nguyên, đội chủ nhà chi lễ, đội FC Cỏ, đội Thủy Chiêu Đỏ đến từ Bè Dân Đức và đội tuyển Lâm Sơn. Hai đại diện của bóng đá Lâm Sơn đó là Thủy Chiêu Đỏ và đội tuyển Lâm Sơn, hai đại diện của Dân Đức. Kết quả ở ngày khai mạc thì đội tuyển chủ nhà FC Chi Lễ đã giành thắng lợi trước đội tuyển Hạ với tỷ số là 3-2. Ở loạt ngày thứ hai giữa đội tuyển Cò gặp đội tuyển Lâm Sơn thì hai đội đã ra về với tỷ số là 1-1. Trận đấu thứ hai trong ngày hôm qua, Thủy Chiêu Đỏ gặp đội tuyển Cầu Ngoài cũng ra về với tỷ số là 2-2. Ngày hôm nay trận đấu thứ nhất giữa đội tuyển Cầu Trong gặp đội tuyển FC Trường Nguyên, tỷ số đang là 2-0. Rất khó khăn để các cầu gái trẻ, một đội bóng rất non trẻ đó là đội bóng Trợ Nguyên mới được thành lập cách đây 2 ngày. Vẫn nào thêm chỗ nào ạ? Trên hồng vệ cánh.
di chuyển về sân bóng của Chi Lễ để hòa mình về một không khí rất nhộn nhịp của chúng ta. Các cô gái ở trong vẫn đang tạo sức ép, sóng gió vẫn đang vây hãm. Tạ Quyền chuyền bóng vào rất xa, sang bên phía bên phải cho đồng đội của mình. Góc góc rồi. Như vậy là trọng tài đã ra hiệu một quả đá phát vào phần sân nhà. Một tình huống đẩy người rất kín đi cùng qua một góc của Đức Hùng. Ban tổ chức xin thông báo khán giả trên sân sẽ quản lý tốt tư trang cá nhân cũng như phương tiện giao thông của mình. Mặc dù đã được tăng cường công an chính quy của xã Biên Thái và đội cảnh sát hình sự công an huyện Đình Giang, và đặc biệt là lực lượng nòng cốt của quê hương Chi Lễ, dân quân cơ động của Hội Cựu Chiến binh, lực lượng dân phòng của Chi Lễ cũng đã vào nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự trên sân. Thế nhưng ban tổ chức chúng tôi cũng vẫn nhắc nhở khán giả quản lý tốt các phương tiện cá nhân cũng như tài sản của mình. Vấn đề an ninh an toàn của trận đấu là điều mà chúng tôi rất quan tâm. Bà Yến phải không? Lên! Hoa! Không chạy lên! Bà Yến rất nhanh. Và bây giờ Hà Duyên. Hoa! Hoa! Ôi trời ơi! Hoa này đá làm sao đấy? Chú thẳng ơi, quá thẳng rồi. Chuyển thế chuyển chuyển. Chuyển vào. Để nhìn cái nhìn. Cái lửa đá bóng như này khá không bảo chỉ lòng mấy đứa này không bằng được ngoảnh mà ngoảnh nhẹ mặt này lấy bóng mà nó không xuất khỏe đâu ngoảnh mặt được luôn này đấy. Có tuổi đời còn rất non trẻ, mới được 2 ngày tuổi thôi, đội bóng sẽ đi vào kỷ lục Gillette thế giới, đó là đội bóng FC Chợ Nguyên. Cho tới thời điểm này thì đội bóng Chợ Nguyên thành lập chưa tròn 2 ngày tuổi, thế nhưng mà cũng đã đủ điều kiện tham gia tranh tài ở giải đấu lớn, một giải đấu bóng đá lưới mở rộng do Karaoke Thành Công phối hợp với Chi Hội Thôn Chi Lễ tổ chức. Và FC Chợ Nguyên cũng giành được sự quan tâm đặc biệt của ban quản lý chợ cũng như người dân trong khu vực. Trưởng ban quản lý chợ Triển ủng hộ, đó là Thi Tranh ủng hộ 3 triệu đồng, anh chị Thành Bảy bán thịt lợn 100, Hoa Hải bán thịt lợn 100, Hậu bán bún 100, Chiến Thắng bán thịt gà 100, bán tập Quân Nghiệp bán tập hóa 50, chị Đạt Nhu bán bún 50, bán thịt lợn Vân Ngan bán thịt lợn 100, Kiêm bán thịt lợn 100, Tám Phương bán bún 100, Bà Biển bán nước mía 50, bà Luân bán bánh 100, anh chị Tâm Sự bán bún 100, anh chị Hoàn Hà bán quả 100, anh chị Thu Thanh bán thịt 100, Quyên Luyện bán thịt 100, Hướng Cường bán thịt 100, Hương Giang bán thịt trâu 100, Nguyễn Tuân bán chè đá 100, Thành Long bán thịt 100, Hoa Việt bán thịt 100, Lương Giang bán quả 100, Thêm Toàn bán quả 100, Điểm Hòa bán thịt lợn 100, Giang Giai bán quả 100, Quyết bán bánh 100, Quyên Linh bán rau 100, Quyên bán hoa 100, Lê Dương bán 450, bà Yến bán rau 100, anh chị Dũng 100, anh chị Nga, như vậy là anh chị Nga Bắc Sống Đông bán ổi 50, rất đông các bà con bán hàng.
sàng và dự chuyển các ủng hộ cho đội bóng non trẻ Trà Nguyên. Tiếng này bây giờ chân trái lại chân phải sốt lên được nhỉ? Ngày hôm đá cái chân rồi mình làm đây. Có sự thay đổi người, Trà Nguyên có sự thay đổi người. Hà Hoa ra sân và Hoàng Truyền vào sân.
Và chúng tôi cũng xin thông báo sau khi kết thúc của tất cả các trận đấu thì đội trưởng của hai đội tự giác về bàn thư ký cùng với ban tổ chức chúng tôi ký vào biên bản của trận đấu, tránh để trung tâm phát thanh phải đưa tin nhiều lần. Mỗi khi trận đấu kết thúc thì hai đội sẽ tập trung vào vạch giữa sân để chào khán giả. Sau đó thì đội trưởng hai đội sẽ di chuyển về bàn trung tâm của thư ký để ký vào biên bản của trận đấu. Trước khi trận đấu được bắt đầu, các đội bên ngoài trong có rất nhiều thời gian chờ đợi thì ông bầu của các đội sẽ lập danh sách các cầu thủ thi đấu chính thức cũng như các cầu thủ dự bị ở bên ngoài bên phải của tờ giấy. Sau khi trận đấu kết thúc ở các vòng thì trận đấu thứ hai chúng tôi sẽ cho vào chiến đấu luôn. Và các cô gái của chúng ta cũng sẽ khởi động rất kỹ ở khắp cổ chân, khớp cổ tay, khớp háng để đảm bảo các trận đấu của chúng ta bắt đầu vào với một cái tinh thần cao nhất. Cầu trong có sự thay đổi người, Hà Thuận ra sân và Phương Thảo vào sân. Và Trà Nguyên cũng có sự thay đổi người, Nguyễn Nguyệt ra sân và Hà Chuyên vào sân. Thảo đi đứng lên. Ngày hôm nay là ngày đấu thứ 3 của giải đấu. Ở ngày khai mạc thì đội tuyển chủ nhà Chile đã giành thắng lợi trước đội tuyển FC Hà với tỷ số là 3-2. Ngày hôm qua đội tuyển Cò gặp đội tuyển Lâm Sơn, hai đội ra về với tỷ số hòa 1 đều. Và Thủy Triều Đỏ với đội tuyển Cầu Ngoài cũng hòa với nhau với tỷ số là 2 đều. Cho tới thời điểm này thì đội bóng chủ nhà FC Chile đang là người có điểm số dẫn đầu của cả hai bảng. Chile này đang có 3 điểm tuyệt đối. Và ngày hôm nay trận đấu giữa Chile và đội tuyển Co là một trong những trận đấu mà giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá rất cao. Chúng tôi đã nhận được danh sách của đội tuyển Co rất tốt, đó là pha nhúc bóng rất gọn gàng của các cô gái Trợ Nguyên. Rất đông khán giả đang ngồi kín trên sân bóng Chi Lễ để tận hưởng bầu không khí một sân bóng quá đẹp. Dàn đèn đã được cấp ủy chi bộ và chính quyền thôn Chi Lễ phối hợp với đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã chung tay xây dựng một sân bóng, một dàn đèn ánh sáng quá là tuyệt vời. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận đấu thứ nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Đội tuyển Cầu Trong gặp đội tuyển Mới Tinh. Mới Tinh là tinh, Mới Tranh Lập đó là Chợ Nguyên. Tỷ số đang là 3-0. Cơ hội, một cơ hội rất thuận lợi cho các cô gái bên phía đội tuyển Cầu Trong. Chợ Nguyên đã co cụm về phòng ngự rồi. Đây là trận đấu mang tính chất cổ vũ tinh thần cho trẻ em bên phía đội tuyển Trà Nguyên. Mặc dù mới thành lập thế nhưng các cô gái Trà Nguyên với tinh thần thi đấu rất hưng thực. Mặc dù đang bị đối phương dẫn trước với tỷ số là 3-0, thế nhưng các cô gái Trà Nguyên vẫn đang thi đấu rất tưng bừng, chả có gì nào nao núng cả. Đó là các cô gái Trà Nguyên. Buổi sáng buổi chiều các chị trong vai trò là chủ thịt lợn, thịt trâu, thịt bò, thịt gan, thịt vịt, bán ổi, bán hoa, bán chanh, bán nước, các loại bán, thì giờ đây các chị đã hóa thân thành cầu thủ bóng đá. Bóng đá Trà Nguyên, cầu thủ Trà Nguyên. Và một thông tin mà chúng tôi mới nhận được, các cô gái Trà Nguyên lắng nghe nhá. Thông thường nóng đó là ban quản lý chợ. Ban quản lý chợ chỉ thưởng nóng cho Trà Nguyên nếu cầu thủ nào ghi bàn thưởng nóng 1 triệu đồng. Ui dồi, 1 triệu đồng. Ban quản
lý cho trưởng máu thế không biết. Chưa có một ban quản lý chợ nào mà lại có đội bóng cho triển là chợ duy nhất, đội bóng duy nhất trên đất nước Việt Nam. Chưa có một chợ nào có một đội bóng đặc biệt là mới thành lập chưa tròn 2 ngày đã tham gia thi đấu giải được luôn. Không phải đấy, không phải đấy, không phải đấy, ngày sau với làng thợ không đá ngày nào luôn. Ngoài sự ủng hộ 3 triệu từ khi mới thành lập, đó là ban quản lý chợ Triển. Sau khi đội bóng của FC Chợ Nguyên mới thành lập thì ban quản lý chợ đã ủng hộ 3 triệu. 1 triệu đây là 1 triệu thưởng nóng cho cá nhân nào ghi bàn. Khi nào mình đến với Đà Phong có dịp đi qua chợ Triển mà có ghé và mua thịt trâu thịt bò thì các chị bán đúng cân đúng giá rồi nhá. Chợ Nguyên chắc chắn trong thời gian tới đây đội bóng chợ Nguyên sẽ giành được sự quan tâm đặc biệt của ban quản lý chợ cũng như khán giả. Rất kịp thời, đó là một tình huống phá bóng đi hết từ bên ngang chỉ một quả phạt góc bên cánh phải. Các cô gái ngồi trong chuẩn bị thực hiện quả đá phạt. Chắc chắn là học sinh của trường Lạc Giang số 1 Khánh Linh. Cái ấy con nhà cô Khoa làm đây. À thế ạ? Con nhà con nhà cô. Nhân viên cũng đang ra phối hợp với Khánh Linh rồi. Lạc Khoa, nhà bà Lạc Khoa. Chính là lóc nhà của trọng tài Hà Tư. Nước cuốn đâu rồi? Bà ăn đi. Vào như bà Phượng. Vẫn là một tình huống phạt góc. Không yên trí, không vào quả lưới đâu mà sợ, không bao giờ có vào. Thôi biết được. Hay là lúc đá, bây giờ chỉ làm nào lấy 1 triệu. Mới có 2 ngày rồi thôi. Mới có 2 ngày rồi mà thi đấu được 3 quả kia thi đấu suốt. Tình huống phạt góc thì không phải. Theo hướng tấn công của đội tuyển cầu trong. Làm vào 1 quả lấy 1 triệu cũng là to hơn giải rồi. Ờ đấy, kiếm giải nhờ đấy. Lâu lên. Bóng đã chạm tay và bây giờ là một quả đá phạt cho các cô gái cầu trong. Quả đá phạt ở hành lang cánh phải sát bên khu vực 16-50. Có 1.000 này thì mua gì nhỉ? Giống 1.000 này mua gì? Đang là Nguyên ở cầu ngoài đá bóng phải hạ hay nhỉ? Chi hội phụ nữ phối hợp với chi đoàn thanh niên. Người dân Chi Lễ đã phối hợp với nhà tài trợ chính thành công tổ chức một giải đấu bóng đá nữ mở rộng cho tới lúc này là rất hoành tráng, quy mô và trang trọng. Trước khi trận đấu trong ngày khai mạc diễn ra, thời tiết không có mưa. Thế nhưng mà các anh ở đoàn thanh niên và đội bóng đá nam đã phối hợp với chị em đội bóng đá nữ dùng những máy cắt cỏ, 3 máy cắt cỏ vận hành. Và đặc biệt nhất là tập đoàn điện lực miền Bắc cũng đã chi viện cho Chi Lễ một chiếc xe cẩu, xe thang để bảo dưỡng dàn đèn. Các công tắc dàn đèn cũng đã được bảo dưỡng một cách rất tỉ mỉ. Một chiếc bóng đèn đã có hơi muội thì ban tổ chức người dân Chi Lễ cũng đã quyết định thay mới tinh luôn, có đặc một màu sắc nguy ngô nguy nga tráng lệ như ngày hôm nay. Thì đó là một sự vào cuộc rất kịp thời của chính quyền cấp ủy thôn Chi Lễ và sự chung tay đồng lòng của bà con nhân dân, và đặc biệt đó là điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, hoa cảnh. Người dân Chi Lễ, người dân Phú Cầu vẫn dành cho anh Khoa một cái tên rất tuyệt vời là cảnh coi. Chạy lên đây! Một cuộc đấu giá xe Rolls Royce của tập đoàn FLC đã xuất hiện trên sân bóng trung tâm thôn Chi Lễ. Đó là một phần tiếng nóng tiếp tục được nâng lên 2 triệu đồng cho Trà Nguyên ghi bàn. Trà Nguyên ghi bàn sẽ nhận được phần thưởng nóng 2 triệu của ban quản lý chợ. Ngoài sự ủng hộ ban đầu 3 triệu thì phần thưởng nóng 2 triệu cho các cô gái Trà Nguyên ghi bàn. Nếu thắng thì con này có 5 triệu đi. Thì ta bảo vừa nhận được. Tại chợ xem sổ phối hợp của trọng tài. Quanh chợ gom thằng này mấy triệu như vậy. Chồng cuối cùng đang thi thần với trợ lý của mình. Đi về đồng nước Hùng đã chỉ vào chấm penalty. Bóng là chạm tay Hà Công Ngự bên phía đội chủ Trà Nguyên.
Nguyên. Ai sẽ là người nhận trách nhiệm bên phía đội tuyển cầu trong? Đối với các cô gái FC Chợ Nguyên mới được thành lập cách đây có 2 ngày thôi. Ừ, nhưng mà Mai cứ chưa dặn hết lên cầu ngoài. Tinh thần của Chợ Nguyên đang rất thoải mái vô tư. Chơi hết mình, thi đấu hết mình. Đây là trận đấu đầu tiên mới thành lập cách đây có 2 ngày. Chính vì vậy mà các cô gái Chợ Nguyên đang nở nụ cười rất tươi, mang đến màu sắc trên sân bóng trung tâm Chi Lễ. Một màu cờ sắc áo đúng là Chợ Nguyên. Bán hàng ế 10 cân thịt lợn, 10 cân thịt bò nhưng vẫn cứ cười tươi. Không có gì cả, về để tụ hành sáng mai bán tiếp. Bò ít tiếp mà. Ngoài phần ủng hộ 3 triệu thì các đồng chí lãnh đạo bên phía chợ triển cũng đã quyết định thưởng nóng. Phần thưởng nóng được lực lên 2 triệu. Anh Linh Quận Minh, Khánh Linh thoải mái ghi bóng dứt điểm. Nếu như các cầu gái trong nước không ghi bàn nhận được phần thưởng nóng thì phần thưởng nóng xứng đáng dành cho thủ môn Trọng Nguyên. Một pha cứu thua rất đẹp mắt của thủ thành bên phía đội tuyển Trọng Nguyên. Nhanh nhưng mà sút nó chưa giỏi, chưa mặn, chưa đốt. Quả phạt góc cho các cô gái cầu trong. Ban tổ chức xin cảm ơn trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng Núi Huy. Núi Huy đã đồng hành với tất cả các phong trào thể dục thể thao của xã Minh Thái, đặc biệt là thôn Cầu Ngoài và đây là hoa nô bên phía đội tuyển. Như vậy là thủ thành bên phía đội tuyển cầu thôn cầu ở Trà Nguyên, thủ thành Trà Nguyên xứng đáng nhận được phần thưởng nóng rồi. Hai tình huống cứu thua rất đẹp mắt. Nếu như các cô gái Trà Nguyên không ghi được bàn thì phần thưởng nóng sẽ dành cho thủ môn, dành cho thủ môn bên phía đội tuyển Trà Nguyên. Chuyền. Đừng chuyền. Chuyền hay trượt lắm. Chuyền đá thật ngó. Giờ mẹ tôi sẽ chuyền ở thắng hết. Mẹ tôi sẽ chuyền. Đã thế. Bóng ạ, bóng nó hay kéo như thế là nó hay trượt mở. Đứa con chồng chúng ta phải phải giữ hãng đá thì mới đá. Hãng mới hậu vệ ván nó cứ vớ mồm. Ôi chuyên đau chân rồi. Phải chuyên đâu không? Chuyên. Dọc chiêu về. Đâu, chiêu đâu, chiêu đâu. Chiêu đâu, chiêu đâu. Như vậy là trọng tài đã ra hiệu cho nhân viên y tế vào sân. Vẫn còn thủ tướng trọng tài đã ra hiệu. Chắc chắn Trọng Nguyên sẽ có sự thay đổi ngoài. Nguyễn Nguyệt. Như vậy là Nguyễn Nguyệt vào sân. Sau khi cầu thủ bị đau ra sân thì Nguyễn Nguyệt sẽ vào sân. Tiếp tục đứng dậy thi đấu được rồi. Tiếp tục đứng dậy thi đấu được rồi. Trà Nguyên có sự thay đổi người. Hoa ra sân và Nguyệt vào sân. Đứng đây. Hoa ra đi. Thích đi trọng tài đấy, đứng lại đi. Về tốt. Rất xinh đẹp, là nụ cười tươi tắn. Đây là hoa thì đồng thời cũng bán hoa quả luôn.
đúng rồi, mẹ để ngã cho mẹ. Ủa? Mẹ thua rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đá bóng phải đá người đâu rồi. Và tua tốc độ bên cánh trái của các cô gái cầu trong. Phần thưởng nóng của Trọng Nguyên vẫn chưa có chủ. 2 triệu của ban quản lý chợ triển thưởng nóng cho cầu thủ ghi bàn bên phía đội tuyển Trọng Nguyên vẫn chưa có chủ. Trọng Nguyên rất bắt tốc độ trong tình huống này. Cầu trong một mình Khánh Linh. Khánh Linh chuyền vào. Và mái tự do vuốt bóng. Wano thủ thành. Trang trang bên phía đội tuyển Trọng Nguyên. Trang tay móc cá ấy giỏi. Trọng Nguyên dâng lên tấn công đi. Phần thưởng nóng nằm chờ các bạn Trọng Nguyên đây. Không có gì tự đấy. Khánh Linh. Thấy hình thể lực nhỏ con, Khánh Linh đã chăn qua tất cả các hậu vệ bên phía. Bây giờ thì không vượt qua được hậu vệ thứ hai bên phía đội tuyển Trọng Nguyên. Và một quả phạt góc bên phía cánh phải cho các cô gái cầu trong. Văn Đà đã cười. Vẫn là Trọng Nguyên. Trọng Nguyên với tinh thần thi đấu rất tích cực. Hiền Bim có một pha trượt tuyết rất đẹp. Có một pha trượt tuyết của Hiền Bim. Trọng Nguyên phối hợp với nhau rất đẹp. Bắt các cô gái Trọng Nguyên ơi. Các chủ hàng thịt gan, thịt lợn, thịt vịt, thịt gà Trọng Nguyên ơi. Tổ chức tấn công ghi bàn đối với thưởng nóng đây. 2 triệu và thưởng nóng của Trọng Nguyên chưa có chủ đâu. Không có tình huống áp sát của các cô gái Trọng Nguyên. Như vậy là ông bầu Trọng Nguyên đã ra kín tín hiệu cho các cô gái Trọng Nguyên dâng cao đội hình tổ chức tấn công. Bởi vì thời gian quyền đấu thứ hai không còn nhiều. Cầu trong có sự thay đổi người. Hà Hiền ra sân và số 10 Hà Duyên tiếp tục vào sân. Hiền Bim cũng đã hoàn thành ý đồ chiến thuật của ông Park Sơ Văn Đa. Số 10 Hà Duyên tiếp tục được vào sân. Chân đất được. Cầu trong. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Ông bầu bên phía đội tuyển Trọng Nguyên ra kín tín âm hiệu là các cô gái Trọng Nguyên dâng cao. Khi có bóng thì dồn toàn lực để ghi một bàn thắng danh dự và lấy một phần thưởng là 2 triệu. Ôi giời ơi. Một tình huống đánh đầu đã đi hết đường biên ngang. Nếu mà đứa nào là người nhận lỗi là mình. Nhưng mà đây là người ta chặn nó thắng là không biết thì phải cho ta là thắng đó. Sức ép vẫn là gia tăng về cầu gôn Trọng Nguyên. Một quả đá phạt số 10 Hà Duyên.
Đây là quả đá phạt cuối cùng của trận đấu này, bởi vì thời gian đã trôi về những giây cuối cùng rồi. Không vào. Đúng lúc này thì trọng tài Đức Hùng đã mời quả kết thúc thời gian thi đấu của trận đấu đầu tiên buổi tối ngày hôm nay.